thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện làng quê. Các bạn thân mến, cuộc đời đưa đẩy người ta ngẫu nhiên đến với nhau, rồi cuộc sống lại phủ vàng tách rời họ. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cũng đủ gắn kết hai số phận bằng sợi dây vô hình nào đó. Dù bao ngăn trở họ, cuối đời họ lại về với nhau câu chuyện này là điển hình cho những hoàn cảnh éo le như vậy chuyện làng quê trân trọng mời bạn nghe hồng nhung đọc truyện đứa con rơi trích trong tiểu thuyết chị họ mười đời của tác giả trương thành sơn giáo sư thịnh buồn bã đặt cái điện thoại xuống bà cúc hiểu ý mang cho ông cúc nước rồi ngồi vào ghế bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi chồng nó nói sao anh có phải con ánh từ chối không chịu về quê à anh ừ nó bảo cháu ba tháng nữa thì chuyển cấp nó phải chăm cơm nước để cháu học tốt nó không muốn về quê nội nên luôn tìm ra lý do để thoái thác thôi cũng đành anh ạ à, cái số phận mình như thế rồi chả là ở quê nhà lo việc xây mộ tổ và sửa nhà thờ tộc đào minh ông bà không về được vì ông đang kỳ uống thuốc đông y theo đúng phát đồ điều trị của bác sĩ còn bà đang quá trình châm cứu chữa thoái hóa đốt sống chính vì thế họ muốn cô con gái là ánh hoặc chồng cô về lo việc tộc họ thay nhưng cô từ chối nên chàng rể cũng né ông buồn bã nói nhỏ nhẹ với vợ thôi cũng đành em ạ à. thời gian còn đến cả hai tuần nữa cơ mà lúc ấy vợ chồng mình sẽ tính sau vâng mình lòng thành thôi anh ạ à. giờ mình lực bức tòng tâm rồi chứ có phải chỉnh mãn việc họ đâu phải chi bà cúc hiểu ngay ý chồng qua cái ước ao phải chi ấy là ông ước ánh là con trai đẻ cũng vì xưa nay vợ chồng ánh quan niệm cô chỉ là con nuôi lại phận gái nên không thể tham gia vào việc thờ cúng ở quê được bà cúc ngẫm trong lòng. Đó là quan niệm sai của vợ chồng con ánh, không có phúc đức của tổ tiên thì có vợ chồng ông bà để nuôi nấng nó từ đỏ hỏn đến lúc lấy chồng không? Con nào chẳng là người, con nào cũng đều là máu đỏ, cùng có xương có thịt, có tri thức, có tâm hồn do nuôi dạy mà nên chứ. Dễ con nuôi lại là gái thì nó không còn liên quan đến tổ tông nhà này à? không có phúc đức tổ tông thì cuộc đời đó được như thế à? Bà thở dài thường thường, buộc miệng nói ra thành lời. Ôi, tại số kiếp của em, rồi lại vì giặc giả mà em không sinh được con, đã làm anh thiệt thòi. Phải chi anh không cần chung thủy với em, cứ gửi ở đâu được một đứa con thì có phải phúc đức nhà mình to như cái đình rồi không? <laughs> em lại nói liên thiên rồi bà cũng hiểu rằng con ánh nó ỷ ôi để xin bằng được cái căn hộ tiêu chuẩn được cấp của bố đạt mục đích rồi nó không còn gì để nó xin nữa nên mới quay lưng như thế căn hộ ấy vốn khi tại chức ông thịnh đã được mua rẻ mà thực chất thời bao cấp ấy đó là sự ưu đãi ông được phân phối rồi hóa giá như cho lúc đầu hai vợ chồng ông bà đã bàn tính sẽ bán để có khoản tiền tiết kiệm phòng khi tuổi già có rủi ro sức khỏe mới phong thanh ý tưởng ấy ánh đã tiến công quyết liệt từ nước mắt lạ trả đến đỏ mặt đỏ mày khiến bố mẹ phải dừng việc bán căn hộ cô tuyên bố thẳng thừng việc bố mẹ ốm đau hay có vấn đề gì thì con là phận phải lo chứ cớ gì bố mẹ lại bán căn hộ để giữ tiền riêng ạ à? nếu bố mẹ bán căn hộ ấy con sẽ không nhìn mặt bố mẹ nữa đâu á vì thương con nên sau một thời gian nghĩ lại ông bà đã đồng ý làm giấy tờ chuyển cho vợ chồng ánh thế nhưng sau khi đã đạt được mục đích chiếm căn hộ rồi là ánh quay ngoắt 180 độ đổi thái độ đối xử với bố mẹ ngay như phường cướp giật ngoài đường căn hộ ấy ngay sau khi giành giật được từ bố mẹ cô liền cải tạo rồi cho thuê được 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng không hề có chút gọi là quà cho bố mẹ bây giờ tài sản của bố mẹ chỉ còn duy nhất là căn hộ là chỗ ông bà đang ở đây ánh là con duy nhất nên cô hiểu rõ trước sau cô cũng được làm chủ chỉ là việc ấy không thể diễn ra sớm cô không thể đuổi ông bà ra đi được vì còn ít nhất một người đang sống nên cô chỉ có thể ngóng cái ngày ấy thôi ánh né xà bố mẹ vì cô sợ sẽ phải chăm sóc hai người khi họ gần đất xa trời. Điều này không chỉ là thái độ cư xử mà đã có lần cô nói rằng bố mẹ đứng trong chờ vì con ở việc hầu hạ, giờ xã hội hiện đại rồi, chăm lo cho người già đã có xã hội, có nhà dưỡng lão, bố mẹ có lương hưu đủ để vào đó an hưởng, chả sướng hơn để con phải vất vả chăm sóc à. Nước mắt chảy xuôi mà, vợ chồng con còn phải dành thời gian lo cho các cháu nữa chứ thôi con đừng nói thì hơn nếu một người trong bố mẹ chết trước người còn lại sẽ cố tự thuê người chăm không đẩy cho con phải lo đâu thôi số kiếp bố mẹ như thế thôi con về lo cho cháu đi đã có cái tết ánh không đến chúc mừng năm mới bố mẹ mà mua tour du lịch nước ngoài cô đặt quà tết cho bố mẹ trên mạng để người ta mang đến ông nhận gói quà Tết của con gái do người ta đưa đến mà lòng đau như cắt. Suốt cả cái Tết ấy, món quà của cô con gái nuôi được để kín trong góc nhà. Không ai nở mở ra xem nó là cái gì để thêm đau lòng. Sau Tết, ông Thịnh lẳng lặng mang gói quà của anh cho mấy người lao công vệ sinh của chung cư chia nhau. Buồn não ruột, nhưng bà không nói điều ấy ra với ông. Ông cũng hiểu, nhưng chẳng nỡ nói điều đau lòng ấy ra với bà, sợ bà buồn. Bà mãi thầm ước ao, giá ông ấy đừng chung thủy với mình, đừng chỉ một vợ duy nhất mà có đứa con rơi nào thì có phải là hồng phúc không chứ. Hai ông bà đi nằm mà chẳng ai ngủ được, vì nghĩ tiếc công sức mình chăm bẵm một đứa không tình không nghĩa từ lúc nó đỏ hỏn. Khi ấy lúc đi tập thể dục buổi sáng hai ông bà phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi ở thùng rác bên đường trên người bé kiến đã bám đầy dây rốn vẫn lòng thòng có lẽ bé bị mẹ đẻ nó bỏ vào thùng rác từ nửa đêm qua vậy mà bây giờ nó bạc bẽo như thế quả là cái đứa vô ơn bạc nghĩa sáng hôm sau ông không đi bộ tập thể dục với bà vì thấy người khó ở cũng tại cả đêm suy nghĩ mà chẳng tìm ra cách nào tháo gỡ vướng mắt bỗng có chuông điện thoại ông cầm máy alo đầu bên kia có giọng đàn ông trung niên nói từ tốn xin lỗi bác cháu hơi đường đột xin tự giới thiệu cháu là dương con mẹ mận ông thịnh cảm thấy choáng váng khi nghe đến cái tên mận vì thế không thể nói nên lời chỉ ngồi xuống ghế để khỏi bị ngã vì bất ngờ người ở đầu dây bên kia nói tiếp bác có thời gian sống ở cộng hòa belarus thuộc liên xô có quen với mẹ mận của cháu phải không ạ một luồng điện chạy từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân ngón tay bởi ông có linh cảm rất khác thường khi nghe đến tên mận của người ấy run run ông hổn hển trả lời à ừ vâng vâng hít một hơi thật sâu rồi ông Thịnh vừa trả lời rõ và hỏi thêm dồn dập. Tôi có quen với cô Mận, nhưng sao anh hỏi tôi về chuyện này? Xin lỗi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 33 tuổi, cả tuổi mụ là 34 ạ. À. Thưa bác, cháu sinh năm 1986. Sau khi nghe con số 1986, ông bàng hoàng đánh rơi luôn cái ống nghe điện thoại. Trong khi ấy, Đầu dây bên kia vẫn alo, alo. Ông Thịnh ôm mặt ngẫm trong đầu. Trời ơi, điều ấy đúng rồi, năm 1985 mình đã có lỗi nặng với người con gái tên Mận để đến nỗi cô ấy bị đuổi về nước do mang thai. Tác giả của cái thai oan nghiệt ấy chính là mình. Vì hèn nhát mà mình để cô ấy phải một mình chịu thiệt thòi đủ đường. Vậy mà giờ đây người đàn ông gọi điện cho mình đích thực là con trai của mận, nghĩa là nghĩa là cậu này chính là con trai của mình. Những câu tự chất vấn dồn dập tới với trí não giáo sư thịnh. Trời ơi, có lẽ nào điều này là sự thật ư? Điềm báo nào đây? Điều gì sẽ đến với mình nữa đây? Ông vô thức nói thành lời một mình. Trời ơi, mận ơi! Ông gọi tên cô mận thành lời rồi thoáng chốc tỉnh ngộ, lập bập cố ngồi thẳng dậy, cầm lại cái ống nghe điện thoại. Tay ông rung bần bật, phải cố trứng tỉnh để ngồi thẳng người. Dùng một tay giữ cái điện thoại chắc chắn, tay còn lại cố víu lấy cạnh bàn để khỏi ngã ra. Ông run run ghé miệng vào ống nghe nói tiếp. Anh gọi tôi chỉ có việc thế thôi à. Dạ, cháu muốn xác nhận để xin phép đến gặp bác trực tiếp. Nếu bác cho phép, cháu sẽ đến gặp địa điểm và thời gian cụ thể do bác quyết định ạ. À. Vậy nhé. Ở nhà tôi thôi, địa chỉ là căn hộ 1108, tầng 11, nhà T9, khu chung cư DHL. Vâng, cháu cũng đã hỏi thăm nên biết địa chỉ căn hộ của bác rồi ạ. À. Anh thông cảm, tôi cũng phải nói chuyện với bà ấy nhà tôi trước đã. Vâng ạ, à, cháu cảm ơn bác. Thả cái máy điện thoại xuống vùn vụt những chuyện quá khứ ao ào trở về trong trí não ông giáo sư già. Ông tự ngẫm Thật không thể ngờ chuyện ấy lại về đúng lúc này. Khi bà cúc về, thấy chồng ngồi thừ ra, mặt đầy những âu lo. Bà lo cuốn lên hỏi dồn dập. Ôi, anh, anh làm sao thế? Cảm thấy trong người thế nào? Em gọi bác sĩ nhé. Hay, hay em gọi cấp cứu một một năm đi thẳng ra bệnh viện luôn? Không, anh không có làm sao đâu em ngồi xuống đây anh nói chuyện đã ông sốt sắng đi lấy cho bà ly nước đỡ bà ngồi xuống e hèm rào đón mãi rồi ông mới nói ấp úng em ơi em bình tĩnh nghe anh nói nhé thì anh nói đi anh cứ rào đón mãi thế làm em lo lắng chết đi được ông hít thật sâu để lấy hơi nhưng lời nói ra thật không đâu vào đâu cả anh à à à ư ừ, chúng ta à anh có một đứa con riêng à mà ý anh là chúng ta có một đứa con lưu lạc trái với dự liệu của ông mắt bà sáng bừng lên đứng phát dậy làm rơi cả cốc nước ông vừa đưa vỡ tan ông không để ý thái độ của bà chỉ thấy bà đứng lên rồi cái cốc rơi vỡ tan thì lo lắng run cầm cập ông rung sợ vì nghĩ cái cơn tâm bành tìm ẩn đâu đó trong người vợ bây giờ mới phát ra vậy mà bà thản thốt ôi anh ơi anh nói thật đấy chứ anh không lừa gạt em đấy chứ ông vẫn đang rung lập cập nói em ơi em 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 tha thứ cho anh nha anh nói thật mà anh có lỗi lớn với em nhưng bà lại không nổi cơn ghen thịnh nộ như ông dự kiến mà ôm lấy ông nói rất tình cảm hồng phúc nhà mình rồi anh ơi anh giỏi quá đi ôi em yêu anh quá ông sững người ngạc nhiên về thái độ của bà dù sao vợ ông cũng là phụ nữ ông biết phụ nữ họ đều ích kỷ trong chuyện này thế mà bà ấy lại vui thật sự đến mức miệng cười mà lại chảy cả nước mắt ông đã bình tĩnh lại, vẫn nói thêm tha thiết. Anh xin lỗi em, chính anh đã lừa dối em suốt 33 năm qua, đã không nói trước điều ấy khi cưới em. Ôi không, em vui lắm, em không hề trách anh đâu. Em đi thắp hương lên bàn thờ anh nhé, em sẽ cầu cho các cụ phù hộ độ trì để điều anh nói ấy là sự thật và đứa con của chúng mình sẽ đến để nhận cha đẻ rồi cũng nhận mẹ chính là em đây ông thịnh cứ tưởng mình đã hiểu rõ về vợ mình thế mà sau mấy chục năm sống với nhau ông vẫn thấy ngỡ ngàng trước thái độ của vợ về một vấn đề hệ trọng đến như vậy ông thịnh nhẹ lời can ngăn vợ đừng em chuyện chưa đâu tới đâu cả mai cậu ấy đến đây lúc ấy chúng ta cho nó thắp hương kính lại tổ tông luôn cũng không muộn mà bà Cúc vẫn đi thắp hương lên bàn thờ tổ tông để xin linh hồn các vị tiền nhân phù hộ cho chuyện này thuận buồm mát mái. Rồi bà ra hỏi kỹ lại chồng. Thế nó là dai. Con dai hả anh? Ừ, con trai, 33 tuổi. Tốt quá rồi anh ạ. À. Thế nhà mình có phải làm lễ gì không? Có phải chuẩn bị gì không anh? Ông Thịnh ớ ra, không biết phải trả lời vợ thế nào, khiến bà phải hỏi lại. Anh, anh thịnh em cần chuẩn bị lễ lạc gì không không từ từ em ạ à. cả ngày hôm ấy ông nhớ lại chuyện ngày xưa mãi tối cân nhắc rất kỹ từng tình tiết ông mới đủ dũng khí kể tóm tắt cho bà biết thật ra những chuyện khác chỉ tái hiện trong đầu ông thôi dù sao ông không thể kể chi tiết chuyện mình sống cùng một người phụ nữ khác cho vợ nghe được ông nhớ chiều hôm ấy trên bến đợi chuyến xe buýt từ thành phố Paranovici đi novgorodok người thanh niên thịnh trên đường lùng sục mua hàng để đóng thùng gửi về việt nam chợt nhìn thấy một cô gái có dáng người việt nam hơi thấp bé nhưng khá xinh xắn thời ấy ở trong nước khan hiếm hàng hóa do chiến tranh ở cả hai đầu đất nước Mọi người ra nước ngoài đều mua hàng hóa gửi về cho người thân ở quê nhà. Khi gặp Đồng Hương, người ta thường tránh né để khỏi phiền lụy. Nhưng thấy cô gái này hiền lành, Tịnh hỏi bằng tiếng Nga: "Em là người Việt Nam à?" "Vâng." Cô trả lời rành rọt bằng tiếng Việt. Thế là họ liền chuyển sang chuyện trò bằng tiếng Việt Nam. Hóa ra cô cũng đến Baranovichi săn mua hàng nhưng chưa mua được gì cả giờ phải quay về Novgorod vì đã muộn rồi nhìn lại cô từ đầu đến chân anh chân tình bảo anh là nghiên cứu sinh ở Minsk đang định đi Novgorod xem có hàng gì không cô cười tươi như hoa bảo em làm nhà máy giờ trên đó đi xe bus xuống đây mua hàng vì trên ấy không có nhưng em chân tình mời anh đến thành phố của chúng em chơi đàn nào cũng đã mua vé xe bus rồi. Lên xe, họ ngồi cạnh nhau trò chuyện, cùng nhìn ra những cây thông mang đầy tuyết, như những ngôi tháp trắng toát im liềm. Cô nói thủ thỉ, em tên là Mận, quê ở Hải Hưng, mẹ em mất khi em còn nhỏ xíu, giờ em không hình dung mẹ như thế nào cả. Ở với mẹ kế, em thành người hầu, dì ruột em bảo, lấy chồng ở quê sẽ khổ lắm Mận ạ, à nên gì đã xin để em đi xuất khẩu lao động sang đây mục đích kiếm chút lưng vốn để về nước lấy chồng em vất vả quá nhỉ anh là nghiên cứu sinh hả thịnh ngồi nghe với thái độ đầy thương cảm anh chân thật trả lời câu hỏi của mận ừ anh từ bộ đội hết chiến đấu ở miền nam lại sang campuchia được về phục viên anh đi học đại học ở Moscow, tốt nghiệp về nước dạy trường đại học rồi sang Minsk làm nghiên cứu sinh. Anh đã gửi được chuyến hàng nào về nước cho người nhà chưa? Chưa, nghiên cứu sinh chỉ được gửi một thùng khi kết thúc việc học. Không như các em lao động xuất khẩu, có tiêu chuẩn gửi hàng hàng năm. Ngồi trầm ngâm đến cả phút rồi Mận mới nói. Thế mà em chẳng có hàng gửi về nước đâu. Các anh chị sinh viên, nghiên cứu sinh thường đến chỗ chúng em mua tiêu chuẩn gửi hàng hoặc cộng tác cùng gửi em đã liên kết với ai chưa nếu chưa thì cho anh chung với chúng ta cộng tác nhé vâng em đang đơn thân độc mã thể thức như thông lệ thôi anh ạ à. cô đưa ngón tay ra ngoắt đó là một hợp đồng miệng không thể ngờ có hiệu lực đến 34 năm sau trải bao sóng gió cuộc đời mà không một ai tráo trở thời ấy ai cũng biết đất nước mình hai đầu thọ địch bị cấm vận kinh tế nặng nề vì vấn đề Campuchia. Một giai đoạn dài, trên cả nước, hàng hóa nói chung, hàng tiêu dùng nói riêng cực kỳ khan hiếm. Chính vì thế, thời đó, ai đi ra nước ngoài cũng kết hợp mang đi ít hàng hóa bên nước ngoài cần, rồi mua hàng tiêu dùng bên đó về nước bán lấy lời, thường là lãi gấp hàng chục lần chẳng cần nói nhiều lời họ đã hiểu nhau tất cả kể cả những điều tế dị nhất theo thông lệ luật bất thành văn mà ở xứ này ai cũng hiểu ai cũng tuân thủ ai cũng thực hiện đúng những điều luật bất thành văn đó điều ấy thịnh hiểu kể từ lúc này anh được sở hữu mận như một người vợ thực thụ thời gian khi anh tới chỗ cô thịnh sẽ đưa mận một khoản tiền để cô lo từ ăn uống đến đi chơi đương nhiên thùng hàng tiêu chuẩn của cô anh sẽ lo nguồn hàng được chia đôi bằng hình thức cô sẽ có một thùng hàng nhỏ đặt trong cái thùng lớn ấy anh cũng hiểu mọi chi phí do người gửi ké là anh chịu trách nhiệm thùng hàng về cảng ở việt nam thì người nhà của cô ở trong nước lấy thùng nhỏ ấy ra phần còn lại của anh một nửa, của cô một nửa. Những chuyện tế nhị ấy, việc của ai người đó biết, sống để bụng, chết mang theo. Thực chất, mỗi người cũng có thỏa thuận riêng với đối tác mà chỉ mình biết với đối tác thôi. Cái thỏa thuận riêng là mối tương quan giữa hai người. Phía nữ càng trẻ càng xinh thì yêu sách càng cao. Phía nam càng giàu mà phía nữ nhan sắc hạn chế thì càng có thế thượng phong. Có người nữ hơn 40 tuổi phải đóng vai như nô lệ tình dục cho chàng trai dưới 30 tuổi để có hàng, có tiền. Lúc này, trên xe bus, anh Thịnh cầm tay mận. Cô để yên như thế, họ vẫn từng như thế từ lâu. Kỳ thực đây là lần đầu tiên trong đời có một người con trai chạm vào cô như thế. Trong phòng ở của cô, mọi người đều có người của mình. Ai biết việc người ấy? Cái giường trên rung bần bật, phát ra những âm thanh ái ân khủng khiếp. Thì ở tầng dưới, các cô khác vẫn cười đùa, ăn uống ác đi, như không hề nghe thấy gì, chả có chuyện gì nghiêm trọng cả. Riêng mận, chưa từng có ai chạm tay, chứ đừng nói đến chuyện lên giường. Nhưng những chuyện ấy cô quá rành, ở ốp tức nhà chung cư của mận chưa có tranh chấp nào lớn về những chuyện này ai cũng hiểu và ai cũng tuân thủ luật chơi một cách tự nguyện tim mận đập thình thịch vì sự tiếp xúc lần đầu với người khác giới theo nghĩa luyến ái xong cô cố lấy hết sức bình sinh điều khiển cơ thể mình ngã người dựa vào anh thịnh hiểu vấn đề anh cũng lòng tay vào trong áo bông của cô xoa nắng miệng thủ thỉ hỏi em được nghỉ mấy ngày bọn em là công nhân dệt làm theo ca nghỉ xoay vòng anh ạ à. thế nhưng chúng em có thể đổi ca cho nhau khi có việc riêng phòng em lúc nào cũng 3 phần tư đi làm vài người nghỉ nhưng thường đi mua hàng chỉ ở trong phòng một hai người thôi thức ăn em còn chứ hay chút nữa mua chai rượu vang em nhỉ anh không cần để ý chuyện đó đâu Em lo được tất cả mà Luật lệ rồi anh ạ à. Ừ được rồi Anh sợ em vất vả thôi Hứ. Thịnh chủ động đưa cho Mận một số tiền Để cô lo mọi chuyện như luật bức thành văn ở chốn này Cô lặng lẽ nhận lấy Không đếm mà cất đi Như người vợ nhận tiền của chồng mỗi tháng lương Ở ký túc xá Thấy Mận đưa một anh người Việt Nam về, ai trong phòng cũng vui. Họ thật lòng chúc mừng cô đã tìm được người nhà. Thật là vui vì hôm nay Chủ nhật khá đông người cùng ở nhà. Một người đề nghị góp ăn liên hoan chung. Dĩ nhiên, phần đồ uống gồm bia rượu do Mận bao. Theo lệ, cô đã chuẩn bị rồi. Luật bất thành văn mà. Đây là lần đầu tiên cô được quyền lo việc ấy đỡ tuổi thân vì suốt ngày được hưởng của người khác, còn mình thì cứ trơ ra như đá suốt cả năm qua. Bữa ăn rất vui, mọi người chỉ nói chuyện vô thưởng vô phạt, không ai động chạm đến chuyện riêng tư của ai. Trên TV, Tổng Bí thư gốc ba sốt với cái bớt nổi tiếng trên trán đang thao thao thuyết giảng về sự nghiệp cải tổ trong chuyến thăm Litva. Một cô đề nghị chú mày ơi tắt tivi đi để mở nhạc nhảy cho vui thế là ngay lập tức cái máy quay đĩa melody của sinh được mở hết công suất ngoài trời nhiệt độ âm 15 độ nhưng ở đây đang dương 45 độ cái thảo đề nghị tất cả cởi đồ ra cho thoáng chú mày ơi lập tức tất cả mọi người hưởng ứng bằng hành động gỡ hết quần áo dài thịnh là người đàn ông duy nhất trong bữa tiệc cũng phải làm theo. Anh bị các cô trao nhau để nhảy như một món đồ. Một tiếng sau, tất cả đã mệt lã, thì họ mới bảo nhau dừng lại để cái mận nghỉ. Các cô thu dọn chiến trường. Riêng mận và thịnh được ưu tiên về tổ ấm trên tầng 2, một cái giường sắt có rèm che tạo khoảng riêng tư. Mận đưa anh vào toilet để vệ sinh. Ở đây, họ đã hôn nhau lần đầu rồi trở vào phòng leo lên giường tầng 2 của Mận. Thấy Mận thành thạo chuyện giường chiếu như một người vợ, Thịnh cảm thấy rất ái ngại. Thế nhưng, chỉ mấy phút sau, biết mình chính là người chiếm trinh tiết của cô, thì anh hoàn toàn thay đổi thái độ. Trở về thời hiện tại, ông Thịnh toát mồ hôi nghĩ, không lẽ đây là nó? là đứa con mình đã tạo ra dịp ấy rồi vô tình bỏ rơi suốt bao năm nay mình tìm để chuộc lỗi mà không có cách nào kết nối được chỉ vì một lời thề sống để bụng chết mang theo của mận thở dài thường thường ông thịnh lại nhớ những ngày đất nước belarus ngày ấy mọi việc cứ như hoạch định sau năm 6 tháng thùng hàng của Mận đã hòm hòm đủ Đúng đợt được phép gửi hàng về Việt Nam Đều đặn Mỗi cuối tuần Thịnh đều đến Novogorodok Ở với Mận đi mua hàng Họ cứ thế sống với nhau như mọi người Lúc đầu Thịnh cũng coi chuyện ở với Mận bình thường Đó là sự cộng sinh Do hoàn cảnh đưa đẩy Chứ không tình ngãi gì Ai ở đây cũng phải như vậy cả thôi Nhưng dần dần anh thấy mận có những đức tính đáng trân trọng đó là sự kiên định trước sau như một đã hứa là thực hiện sòng phẳng rõ ràng về kinh tế ấn tượng nhất với thịnh là mận không bao giờ tơ hào dù chỉ một đồng rút của anh điều quan trọng nhất là dường như cô yêu anh thật lòng dẫu cho tình yêu đến sau khi hai người đã ăn ở với nhau theo một sự sắp đặt của hoàn cảnh thâm tâm thịnh cũng quý trọng mận thậm chí anh đã tự xác định trong lòng rằng khi về nước sẽ lấy mận làm vợ thực sự chứ không phải chỉ là thứ chung sống cộng sinh đôi bên đều có lợi này sau khi thùng hàng gửi đi thịnh bận thi minimum tức là thi tối thiểu để được làm nghiên cứu sinh để đủ điều kiện vào giai đoạn nghiên cứu sinh tiếp theo nên ba tuần anh không đến được với mận đến tuần thứ tư thì lại vướng vì chung của hội sinh viên Việt Nam tại Belarus nên hơn một tháng anh mới về với vợ của mình vừa bước vào cửa anh đã nhận được những ánh mắt hình viên đạn và thái độ khinh bỉ rõ rệt có lẽ tất cả các cô công nhân ở chung phòng mận đã nhìn thịnh như kẻ thủ ác thậm chí có cô bật khóc tu tu vì thương cho bạn nhưng cũng thương số phận mình có thể sẽ chẳng khác gì mận một ngày sắp đến anh đứng như trời trồng mãi cả phút sau cái thúy mới lên tiếng trong nước mắt còn mận nó có thai nó bị đuổi về nước rồi nó mới đi cách đây hai ngày thôi chắc giờ cũng về đến nhà rồi sao anh là người có học mà ở tàn ác với nó thế ờ, anh đất trời như trao đảo trước mắt thịnh nhìn vào mắt thịnh cô bạn thúy nói nhỏ nhưng không hề nhẹ lời anh được nó chịu chuộng như vợ chồng suốt nhiều tháng trời khi đạt được mục đích vừa thỏa mãn sinh lý vừa đóng được thùng hàng rồi là anh cao bay xa chạy phủ phàng thế ôi anh anh có phải là con người có trái tim và khối óc nữa không hả em em nói gì vậy sao mặc số kiếp đàn bà chúng tôi khổ nhục thế hả anh mận ơi là mận thịnh chết điếng luật lệ là thế ai cũng phải giữ gìn nếu lỡ có thai là lập tức người đó phải về nước ngay tức khắc chắc hẳn vì một lần nào đó cô không thận trọng nên bị dính thai anh hỏi dồn dập sao mận chẳng nói gì với anh cả nhỉ vừa mấy tuần trước bình thường mà có ai bức ép mận không Sao không ai báo cho tôi biết vậy? Nó sợ anh ảnh hưởng đến học hành. Chính anh phải nhạy cảm hiểu điều ấy chứ. Ôi, mận của tôi. Anh chỉ biết như con gà trống. Xong cái việc đập máy để thỏa mãn dục vọng là vỗ cánh, gáy ỏ ỏ à. Đồ đàn ông vô tâm, ác độc như muôn thú. Ngồi phịch xuống cái giường tầng dưới của hoa, cô gái thân với mận nhất thịnh thất thần nghĩ cách giải quyết hậu quả do chính mình đã hại đời mận anh thương cô thực sự anh tự thề với lòng mình sẽ không chạy trốn anh dứt khoát không vũ bỏ trách nhiệm mãi một tiếng sau hoa đi làm tan ca về cô đưa thịnh bức thư mận gửi lại cho anh trong thư mận viết em xin lỗi đã giấu anh chuyện có thai em sợ anh bắt em phá bỏ đây là một tai nạn nhưng sinh linh này đã hình thành thì nó có quyền được sống tại em thiếu thận trọng cứ nghĩ vừa hết kinh xong sẽ không thể dính thai được thế mà hôm ấy em thấy thực sự yêu anh quá chừng nhưng dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi em sẽ về nước sinh con và tự nuôi con một mình không đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả trừ thùng hàng còn vướng víu đến nhau anh không liên quan gì đến cái thai đó là tài sản của riêng em anh không cần lo lắng gì nhé cũng đừng tìm kiếm vì em muốn giữ đúng lời thề sống để bụng chết mang theo dám làm em sẽ dám tự chịu trách nhiệm với việc mình làm hoa ngồi bên thịnh an ủi mận nó khái tính lắm khi biết lỡ có thai nó nhất định không chịu phá đi bảo sẽ để đẻ để nuôi dù khốn khổ cũng được phải đi ăn xin để nuôi con cũng chịu nó cũng không muốn anh bị liên lụy đâu nếu nó làm ầm lên có thể được anh cho ít tiền nhưng chính anh cũng phải về nước khi đó tình cảm anh với nó đâu còn nguyên vẹn nữa nó muốn giữ nguyên vẹn tình yêu của nó với anh còn anh đối xử với nó như thế nào là tùy anh dù hết luôn cũng không sao vì thế nó chọn giải pháp để bị đuổi về nước nuôi con một mình để không phiền lụy gì đến anh em liên hệ gì với mận thì thông tin lại cho anh với nhé vâng ạ à, anh ơi đây là địa chỉ nhà mận ở quê nếu còn nhớ đến nó anh cứ theo địa chỉ này tìm đến nhé nó ở với mẹ kế khổ lắm đấy thịnh như người mất hồn nhận tờ giấy ghi địa chỉ của mận nhét vào túi một cách vô thức trong thư gửi anh mận dặn hoa là bạn thân nhất của em nếu anh muốn thì đóng thùng hàng tiếp theo chung với hoa hoàn cảnh của nó cũng khó khăn lắm anh ạ à. thịnh hiểu điều này nghĩa là mận đã bàn giao thịnh cho hoa rồi nếu anh muốn thì người làm vợ anh tiếp theo sẽ là hoa trào lưu xã hội lúc ấy như vậy nhưng thịnh nhất định không chấp nhận lối sống như gà vịt ấy anh sẽ chỉ còn là con dê đực không nhân không nghĩa sự chung thống với mận đã làm anh quá ngượng ngùng với bản thân mình rồi dù cô tự nguyện dù nhiều người chọn lối sống như vậy sau này hễ ai nói về đề tài này là thịnh lĩnh mất vì trong lòng mình thịnh vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình về một hành động không đẹp đẽ như vậy thịnh tự nhủ chỉ mận chỉ mận thôi mình không thể sống khác trong thâm tâm thịnh đã quyết nếu quả thật mận có thai với mình và sinh con nhất định anh sẽ tìm ra cô để kết hôn anh không thể vô trách nhiệm với một người phụ nữ như vậy được với tâm trạng rối bời anh lặng lẽ về thủ đô minsk rồi không bao giờ trở lại novogrodok nữa mấy lần đi qua baranovichi anh chỉ lặng nhìn qua cửa toa tàu nơi lần đầu anh gặp mận rồi hướng mắt về phương tây bắc nơi ấy một thời anh và mận đã sống với nhau như vợ chồng nhiều tháng đó là một sai lầm vì chỉ có đầu mối này anh mới tìm ra được mận thế mà anh đã bỏ qua mất để rồi luyến tiếc cả cuộc đời chợt nhớ hoa đã đưa anh tờ giấy ghi địa chỉ quê mận Thế mà anh thờ ơ nhét vào túi Rồi giặt nát bấy mất Thịnh cuốn cuồng Về Novo Rodok để gặp Hoa Chỉ tiếc Khi anh nhận ra điều đó để sửa sai Thì nhóm công nhân dệt ấy Đã hết nhiệm kỳ Trở về nước hết từ mấy tháng trước rồi Thay vào đó là một đội khác Không còn một ai quen biết Để giúp anh tìm ra mận của mình nữa Mấy tháng sau Thùng hàng của Thịnh về đến cảng Hải Phòng người nhà Mận đã liên hệ để mẹ Thịnh đến nhận hàng. Theo đúng lời dặn của anh, mẹ chỉ nhận một ít lấy lệ, còn lại gửi lại cho Mận hết. Bà mẹ, theo lời Thịnh cũng tìm cách để gặp Mận, để điều tra về cô, địa chỉ của cô và quê hương cô. Nhưng Mận đã rào kín từ trước, mấy người nhà đến nhận hàng chỉ nói đơn giản. Chúng tôi được thuê làm, không biết Mận là ai cả, cũng không biết cô ấy ở đâu nhưng hàng hóa thì bà mẹ thịnh chỉ nhận chút ít còn ít hơn cả lời thịnh dặn vì linh cảm của bà là có gì đó khuất tức giữa con trai bà và người con gái này dù người nhà mận đã nói hết lời bà mẹ cứ khăng khăng cháu thịnh dặn hàng là của cô mận chỉ được nhận một ít thôi ạ à. một tháng sau thịnh nhận được thư do bà mận gửi qua bưu điện báo đã nhận đủ hàng và quà của thịnh cảm ơn anh vì đã quá hào hiệp cô không hề nói gì về chuyện sinh đẻ hay bất cứ chuyện gì khác như thế nghĩa là mận đã cố tình trốn tránh để không phiền lụy đến anh bởi lời thề của cô bởi cô biết chắc anh có vợ con và cô không được phép làm ảnh hưởng đến gia đình họ mọi cố gắng của thịnh để tìm manh mối của mận đều bị chẹn kín như bưng dù anh đã áp dụng mọi nỗ lực đó chính là điều khắc khoải mà cả đời ông thịnh luôn canh cánh trong lòng làm xong việc bảo vệ luận án phó tiến sĩ thịnh lại thịnh về lại trường không thể tìm được mận tự thịnh thấy mình đã sống tệ bạc quá nên quyết chí tìm lại được đầu mối về cô thanh niên xung phong tên cúc hai người đã thề non hẹn biển từ thời ở chiến trường cô cũng đã có thai với anh nhưng sốt rét rừng đã làm chết đứa bé ngay trong bụng mẹ khi thai mới được 3 tháng tuổi. Sau rất nhiều nỗ lực, Thịnh đã tìm được người xưa họ cưới nhau khi anh và cô đã ba mươi mấy tuổi, gần với tuổi tứ tuần rồi. Song cũng không biết vì sao Thịnh có may mắn đến như vậy, vì biết bao người tìm đến với Cúc mà cô một mực lắc đầu. Cúc đã lỡ hứa yêu Thịnh đến trọn đời rồi, cô quyết định đợi anh dù tuổi xuân cứ vùn vụt đi qua điều đau khổ chính là cái chất độc màu da cam sốt rét rừng đã lấy đi khả năng sinh đẻ của cúc họ không thể có con chung nữa cúc nói thẳng thắn với chồng em yêu anh nhưng không ích kỷ đến mức để anh thiệt thòi đến thế anh cứ đi gửi đi nhờ ai đó sinh ở đâu cũng được đưa về đây em nuôi đó sẽ là con của chúng ta anh nhé thậm chí hơn như thế nữa cúc còn tìm cách ly dị trả tự do cho thịnh để anh có thể đi lấy vợ sinh con nhưng thịnh đã kiên quyết không chấp nhận sự hy sinh đó của cô anh không thể một lần nữa tệ bạc với người phụ nữ yêu mình như vậy cô cũng đã tìm cách bẫy thịnh để có mối quan hệ trai gái nhằm tiến đến có một đứa con thậm chí để thịnh có vợ hai được thì càng tốt Nỗ lực đó bất thành vì Thịnh không có hợp tác. Đã nhiều lần, Thịnh định bụng sẽ kể cho vợ về mận. Nhưng lời đã định thoát ra đến của họng, thì anh lại dìm xuống vì thấy tình yêu của Cúc dành cho mình trong sáng quá. Không nở vấy bùng lên một tấm lòng thánh thiện như thế. Anh không dám làm cô buồn. Trở lại câu chuyện người đàn ông mà khả năng rất cao chính là con của Thịnh với Mận. Gọi điện đến để kết nối. Ông ấy nấy với vợ vì câu chuyện chưa bao giờ ông dám kể ra. Bà Cúc thì nhìn ông cười thật tươi. Trời Phật thương mình rồi anh ơi, đúng là lá rụng về cội anh nhỉ? Em từ từ, họ đã đến đâu mà. Ấy là vì bà luôn coi vì yêu mình mà ông Thịnh không làm tròn bổn phận tộc trưởng. Bởi trước độc hóa học quân thù, đã làm cho bà không còn khả năng sinh đẻ, không có con trai để nuôi giỏi tông đường cho họ tộc nhà chồng. Đứa con gái nuôi thì không hy vọng gì nữa rồi. Sự ấy nấy không nguôi. Giờ nếu quả đúng là ông có đứa con trai thì còn gì sướng hơn. Nếu mẹ đứa con ấy về ở đây, bà cũng đồng ý. Nếu bà cần ở một mình để người kia ở cùng ông thịnh, bà cũng vui lòng. Đơn giản vì bà yêu ông hơn cả yêu bản thân mình đó là thứ tình cảm không định nghĩa được chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận đầy đủ mới hiểu đúng nhưng bà vẫn tin ông thịnh yêu bà và sẽ tìm ra giải pháp phù hợp vẹn nhiều đường hồi hộp chờ đợi bà nhớ lại chuyện hai vợ chồng tìm sinh đứa con nuôi để có niềm vui sau bao cậy cục hai vợ chồng đã xin được đứa con gái bị bỏ rơi về làm con nuôi đó là ánh một người đi tập thể dục buổi sáng cùng vợ chồng thịnh cúc đã nghe thấy tiếng oe oe yếu ớt nên phát hiện được đứa trẻ sơ sinh còn cuốn rốn bỏ trong thùng rác có lẽ nó được sinh ra mấy tiếng rồi nên kiến đã bu lên người sưng tấy cả hai vợ chồng đã khổ cực mới cứu sống nó được cũng khó khăn không khác gì lên trời để làm thủ tục cũng khó khăn không khác gì lên trời để làm được thủ tục xin ánh làm con nuôi. Để nuôi ánh, hai vợ chồng gian truân đến không thể tả thành lời vì cô hết bệnh bệnh đường ruột lại bị hen phế quản. Nhưng thương yêu con, cả hai vợ chồng dành tất cả những gì tốt nhất cho ánh. Một kg cơ thể ánh được đánh đổi không phải là một, mà là 20 kg cơ thể người bố là ông Thịnh và người mẹ là bà Cúc. Càng lớn, ánh càng ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Khi lấy chồng thì cô chỉ biết đến gia đình nhỏ của vợ chồng con cái mình, không thèm biết đến bố mẹ đã nuôi nấng vất vả, dành tất cả tình thương cho cô ra sao. Giờ đây, khi bố mẹ đã già, thì họ cần sự quan tâm săn sóc như thế nào, ánh hoàn toàn không để ý đến. Thậm chí cô phủ vàng gạt bỏ, không hề ấy nấy gì. Gần đây, ánh đã tìm mọi cách để giành được căn hộ bố mẹ nuôi giữ dự phòng để tỉnh dưỡng tuổi già. Cô hết giận hờn, đến xin xỏ, đến hứa hẹn, đến dọa nạt. Không chịu nổi sự lì lợm của ánh, ông Thịnh bà Cúc đành sang tên căn hộ cho đứa con nuôi ngủ ngược. Ngay sau khi đã đạt được điều ấy, cô gần như bỏ rơi hai ông bà vì sợ phải chăm nom khi họ phải vào bệnh viện cô cũng sợ phải đóng vai con cháu khi về với họ tộc nhà bố nuôi. Cố dứt ra khỏi chuyện buồn ấy, bà Cúc hy vọng đứa con của ông Thịnh, người đã cố không tìm về cội nguồn, chắc chắn sẽ thiện chí đối xử khác với vợ chồng họ. Sau một đêm thực sự thức trắng, từ khi gà gáy, bà Cúc đã dậy quét nhà đung nước để chuẩn bị chu đáo cho việc đón người con riêng của chồng khi chuông cửa reo bà lúng cuốn vấp suýt ngã sấp mặt lập cập ra mở cửa thế mà lại là anh thu tiền điện mừng hụt bà không hề biết người khách mà bà mong đợi còn hồi hộp được đến nhà ông bà còn hơn cả hai ông bà chờ đợi anh đã phải ngồi uống đến hai tuần cà phê ở cái quán ngay tầng một của chung cư người mà anh cất công tìm suốt bao năm đã ở ngay rất gần đây rồi ai cũng có một nguồn gốc tổ tông người ta thì mặc nhiên có bố có mẹ còn với anh là sự ao ước khát khao cháy bỏng mẹ anh đã đơn côi nuôi anh mấy chục năm trời còn anh đã từng đánh nhau chảy máu mồm máu mũi biết bao lần chỉ với một điều lũ bạn bảo dương mày là thằng con hoang không bố mẹ mày ngủ hoang với một thằng liên xô để đẻ ra mày chỉ là người trong hoàn cảnh không bố không tổ tông mới thấm nỗi đau như vậy. Bởi thế, khi đã tìm về nguồn gốc của mình, gần đến đích thì suốt đêm qua Dương đã không ngủ, đi xe đến chung cư nơi người được xác định là bố đẻ của mình ở từ sáng sớm. Và thời gian hẹn cũng đến 7 giờ 30 sáng nay. Nhưng ông Thịnh bà Cúc không phải đợi lâu, mấy phút sau một thanh niên tuấn tú đã đến tự xưng lại dương nhìn thoáng người khách bà cúc đã giật bắn khi thấy anh rất giống ông thịnh của bà khi trẻ thời ở chiến trường bà thấy tim mình loạn nhịp đến nghẹt thở vì đúng là trời phật đã rủ lòng thương vợ chồng ông bà rồi trời ơi đây đích thị là con trai của anh ấy và đương nhiên cũng là con của mình không thể bình tâm được bà mời anh thanh niên vào nhà với thái độ vừa hồi hộp lo lắng vừa háo hức, sau khi chào hỏi tự giới thiệu, Dương đưa ra một quyển sổ viết tay nói: "Dạ thưa hai bác, đây là kỷ vật của mẹ Mận người đã sinh thành ra cháu 33 năm trước ạ." À. Chỉ nhìn mà chưa cần dở ra, ông Thịnh đã bàng hoàng, tay run bần bật, miệng không thể mở ra để nói bất cứ điều gì khác. Bà Cúc lúc này lại bình tĩnh hơn, đón nhận quyển sổ mở ra xem. Đó là quyển sổ ghi chép việc mua hàng hóa. Chỗ thì tiếng Việt, chỗ thì tiếng Nga. Đúng là chữ của ông chồng bà đây rồi. Thậm chí ở trang đầu còn có dán cả ảnh ông Thịnh lúc trẻ, chụp chung với một người con gái rất trẻ và cực xinh. Khi bà Cúc dở ra dừng ở trang có ảnh mình, ông Thịnh có cảm giác tìm mình bóp nghẹt bởi người con gái chính là mận của ông ngày xưa ông thịnh lập cập lấy từ chỗ nào đó trong ngăn tủ ra một cái thìa có khắc chữ mận đưa cho dương xem anh từ tốn kể cháu biết mình có bố đẻ còn sống nhưng mẹ cháu dứt khoát không lộ ra chi tiết nào bà bảo đó là lời thề sắt đá sống để bụng chết mang theo mẹ cháu đã làm đúng lời thề nhưng có thể không phù hợp trong điều kiện cụ thể của bác cháu ạ à. thế bây giờ bà ấy thế nào dạ mẹ cháu khỏe đã nghỉ hưu mấy năm rồi ạ à. kể về mẹ và gia đình cháu đi à mà sao lại là cháu nhỉ ta đích thực là cha đẻ về mặt sinh học của con dương là con trai của ta mà cho ta được nhận con trai nhé một bước ngoặt trong cuộc đời tất cả những người liên quan đã mở ra một cách bất ngờ chàng trai cũng choáng váng vì điều mà mình tìm mình hy vọng mình ao ước lại đến một cách bất ngờ giản dị đến như vậy anh lập bập miệng nuốt khan mãi mới nghẹn ngào nói được nên lời vâng vâng ạ à, con mong mãi điều này rồi bố ạ à. không ai kịp nói với ai lời nào cả mấy người cùng đứng lên ôm nhau như hè lệ. Bà Cúc còn loạn choạng vì quá xúc động. Ông Thịnh trấn tĩnh rồi nói trước. Bố xin lỗi vì bố đã tìm mãi mà đã không thể lần ra manh mối của mẹ Mận. Chàng trai cũng tự trấn tĩnh rồi nói. Không ạ, à, mẹ Mận của con nói bố không có lỗi, bố không hắc hủi mẹ, chỉ là vì mẹ nghĩ rằng mình đã cố tình, đánh cắp của bố một đứa con nên phải tự chịu trách nhiệm để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố không phá vỡ gia đình của bố mẹ bảo đấy là lòng tự trọng tối thiểu của một con người có lương tri bà cúc thì trào lệ còn ông thịnh thì nói một thôi con không biết bố đã mất công sức để tìm mẹ mận như thế nào đâu mẹ đã bịt kín mọi lối để bố không thể tìm được đến với hai mẹ con được con biết không ngay đến thư mời đi nhận hàng mẹ con cũng đã nhờ người nơi khác gửi để tránh lộ địa chỉ trên dấu bưu điện nơi gửi thậm chí cả cái thùng đựng hàng vừa nhận khỏi cảng cũng bị tẩy hết không có địa chỉ khi nhận còn khi gửi hàng thì có ai nghĩ đến tình huống oái oăm thế bố chẳng để ý cũng không thể nhớ được chỉ có cô Hoa đã ghi địa chỉ mẹ mận cho bố, nhưng trong lúc đang bàn hoàng vì mận phải về Việt Nam, bố nhét luôn mảnh giấy vào túi sau đó giặt nhầu nát mất. Trở lại thành phố cũ Novorodok thì mọi người quen đã đi về Việt Nam hết rồi, những người đến thay không hề có thông tin về những người ở kiếp trước. Vâng, mẹ con cũng nói chính mẹ chủ động không cho bố gặp lại mình mẹ mận là người rất trọng chữ tín bố biết mà ông chỉ bà cúc nói đây là mẹ già của con giờ con sẽ có hai bà mẹ chúng ta cũng có một đứa con gái nuôi nhưng nó vâng con chào mẹ khi nào bố mẹ giới thiệu chị ấy với con nhé nó là em con ít tuổi hơn mà nó có thể không tha thiết có người bố người mẹ như chúng ta thì cũng ông nghẹn giọng không thể nói thêm nữa đành bỏ lửng câu vì vừa làm quen chưa thể bộc lộ mọi chuyện được rồi dương sẽ tự tìm hiểu thôi có khi con ánh nó còn nhảy sòn sòn lên ấy vì việc có người anh trai này ấy chứ dương kể tiếp thưa bố mẹ năm đó khi từ nước bạch nga về mẹ mận của con đã mang thai con được 5 tháng nhờ có một ít hàng của bác À, à, của bố đóng thùng không hết. Mẹ còn xách tay về đem bán, nên có đủ tiền để sinh đẻ và nuôi con. Mẹ bảo, một cái áo bay màu vàng chanh đúc kích cỡ người Việt Nam có thể bán được nửa chỉ vàng, mà bố để lại chỗ mẹ đến hơn 20 cái. Đó là một khối tài sản khổng lồ mà không có bất cứ ai trong đội lao động của mẹ có được. Nếu bán số áo đó đi, mẹ mận của con có thể mua được một căn nhà hay một khoảng đất rộng mênh mông. Ừ, thời giá khi đó như vậy đấy con ạ. À. Uống ngụm nước rồi anh lại kể thật bình thản. Bên ngoại không có cho mẹ mận ở trong nhà, cắt cho miếng đất 400 mét vuông hoang hóa ở cuối vườn và cái ao bèo tây 750 mét vuông. Khi có mảnh đất ấy, mẹ thuê người dựng một căn lều nhỏ, thả rau muống vào ao để bán lấy tiền mua gạo mẹ đã đào giếng lấy đốt sạch ở đó để sống và sinh con ở đó dì ruột của mẹ con vận động chính quyền địa phương để mẹ mận được đi dạy ở trường mẫu giáo sau còn được tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên bây giờ mẹ con có lương hưu đó là một thời kỳ cực gian khó đấy cả nước gian khổ vì chiến tranh vì cấm vận cũng không quá khó khăn đâu bố ạ à. khi thùng hàng về đến cảng hải phòng mẹ con nhờ người nhà đi nhận mẹ đã cố tình xóa để không cho ai thấy cái địa chỉ nơi mẹ sinh sống khi ấy mẹ bảo đã được bà nội cho rất nhiều thứ quý nên mẹ mận của con đã bán được khoản tiền khá lớn bằng khoản tiền ấy mẹ xây được căn nhà hiện nay và mua được một mẫu rủi đất vườn liền kề mảnh đất do bà ngoại cắt cho mẹ sống bằng dạy trẻ bán rau muống bán hoa quả trong vườn để có tiền nuôi con ăn học mẹ dứt khoát không lấy chồng để có thể nuôi con tốt hơn ông thịnh bàng hoàng thầm ngẫm trong lòng trời ơi mình có tội lớn rồi vì mình mà cả đời cô ấy đơn lẻ một mình nuôi con ôi trời ơi dương thấy mặt ông thịnh tái đi vội dừng kể để quan tâm hỏi han sức khỏe, không sao đâu. Bố chỉ xúc động quá, vì bố mà mẹ con không có chồng, một mình đơn côi nuôi con. Mẹ mận của con không hề trách cứ bố. Tự mẹ con chọn lối sống như vậy mà. Thế bây giờ con ở đâu? Con học đại học ở Hà Nội và làm nghiên cứu sinh ở Úc, hiện con đang dạy ở trường đại học FPT đồng thời con có cộng tác với một công ty của Nhật Bản. Giỏi thế! Con biết danh tiếng của bố rồi, vì lĩnh vực của con rất gần lý thuyết bố giảng dạy ở trường đại học. Nhưng con không hề nghĩ giáo sư Thịnh đó là bố đẻ của chính mình. Ông Thịnh đã bình tĩnh lại, cũng kể vắn tắt chuyện ngày xưa, việc đi tìm manh mối bà Mận, rồi ông đề nghị. Con đưa mẹ Mận lên đây chơi nhé, không còn vướng mắc gì nữa đâu mà mẹ phải giữ lời thề nguyền ngày xưa cũ ấy vâng chắc mẹ của con sẽ vui lắm con đã phải tự lần mò tìm manh mối đấy bố mẹ nhờ có cô hoa bạn mẹ thời ở belarus mà con biết được bố là nghiên cứu sinh ở đại học tổng hợp miss rồi từ đó con lần ra tên tuổi địa chỉ của bố tối hôm qua con đã gọi điện báo tin cho mẹ mận con đã tìm ra bố Mẹ vẫn bảo Không được phép khui ra chuyện cũ thôi con ạ à. Hãy để quá khứ ngủ yên Con đừng đến gặp ông ấy Để phá vỡ gia đình họ Bà Cúc đề nghị thêm Mẹ nhiều tuổi hơn mẹ đẻ của con Nên là mẹ già Con đưa mẹ mận lên đây Để chị em nhận nhau nhé Mẹ muốn coi mẹ đẻ của con Như là em ruột một nhà Vâng thưa mẹ Thế gia đình vợ con của Dương thế nào? Vợ con tên Hằng, 30 tuổi, hiện là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở quận Hà Đông, Hà Nội ạ. À. Chúng con có hai con, trai lớn 6 tuổi, gái nhỏ 2 tuổi ạ. À. Chúc mừng con, chúc mừng đại gia đình. Hôm nay con ở lại ăn cơm, nói chuyện thêm với bố mẹ nhé con trai. Vâng, thưa bố mẹ. Một bữa ăn mà bà Cúc đã chuẩn bị chu đáo, rồi tạo mọi điều kiện để chồng nói chuyện riêng với đứa con, thật nhiều dương đã thực sự thấy gần gũi như người nhà với cả bố là ông thịnh lẫn mẹ già là bà cúc đích thân ông thịnh gọi điện cho ánh bố mẹ có việc quan trọng cần thông báo với con vợ chồng con bố trí thời gian để tối đến nhà bố mẹ nói chuyện nhé con bận lắm không có tới được đâu bố bận cũng nên đến việc quan trọng mà thì bố nói trên điện thoại không được à thôi được nếu con bận quá thì thôi vậy chả là chả là có anh dương là con đẻ của bố là anh trai con tìm về cô nhảy dựng lên con trai bố anh trai của con vân vân con đến ngay bây giờ đây cô hình dung có một kẻ đột nhập từ phía sau định nẫn cái căn hộ của mình nên phải ra tay ngay tức thì đến nhà bố mẹ ánh sòng sọc xông vào khi chỉ có bà cúc ở nhà ánh quát lanh lảnh tại sao lại nảy nòi ra cái đứa nào là con riêng của bố bố sống thế là được à con ăn nói cho lễ độ bố con chứ không phải là con của con anh ấy ra đời khi con chưa là hạt bụi đâu và nếu không vì bất hạnh của số phận thì ngay cả mẹ cũng không có ở nhà này đâu con không có chấp nhận điều này sự thật không tùy thuộc vào con có chấp thuận hay là không rồi bà cúc kể lại câu chuyện cho ánh nghe, cô vẫn vùng vằng nói rất hỗn xược. Sau cùng bà cúc phải nói, nếu con đủ khôn á thì nói năng phải phép, đợi bố về nói chuyện. Nếu không nhận anh thì con đi đi. Anh ấy và bố sắp về đấy, họ đi dạo để nói chuyện. Đây là nhà của con, con không có đi đâu cả. đúng lúc ông thịnh và con trai đi về, ánh gườm gườm nhìn anh không thèm chào khi ông Thịnh giới thiệu hai anh em. Trong đầu cô nảy ra ý nghĩ, xem xét lại, có thể bố cô đã bị kẻ mạo danh lừa gạt. Ngay khi ông Thịnh cắt móng tay, cô giả vờ thu vén để lén lấy mẫu của tay anh lừa đảo này nữa là mấy ngày sẽ có kết quả thôi mà. Mình sẽ lột mặt nạ cái thằng cướp ngày này, nó lợi dụng bố mẹ già cả thiếu minh mẫn để đột nhập ăn cướp đây mà. Tất cả không qua ánh mắt của Dương. Ngay khi ông bố vào nhà vệ sinh, mẹ đi nấu ăn, anh đã đến trước mắt cô, tự tay cắt móng tay, lấy mấy sợi tóc đưa mẫu cho cô. Đây, mẫu thử của anh đây này, cô đang cần thứ này phải không? Vùng vằng vì bị bắt đúng tim đen, nhưng ánh vẫn nhận lấy mẫu móng tay anh rồi bỏ về, không chào ai cả. Cô đủ thông minh để nghĩ rằng, với phong thái tự tin như vậy, chẳng cần thử ADN vẫn biết đúng gã này là con bố. Mình phải đối phó như thế nào đây? Dù sao vẫn thử ADN rồi đánh bài ngửa. Quên mày đi nhé cái thằng cướp này. Đừng hòng giành được căn hộ với tao. Nhé cái thằng chó đẻ. Bà Cúc nhìn theo đứa con mình đã mất bao công nuôi dạy chăm sóc. Lắc đầu ngao ngán một cách bất lực nói với Dương. Con đừng có chấp. Nó quen được chiều chuộng thái quá. Nên ích kỷ nhỏ nhen lắm. Vâng mẹ ạ. Ông Thịnh dục bà Cúc sắm lễ để ông thấp hương báo cáo với ông bà tổ tiên về đứa con hơn 30 năm mới tìm được. Chính xác là tự tìm về được, như một món quà trời Phật ban cho. Nó, chính là Dương, sẽ thay mình làm tộc trưởng, lo hương khói cho ông bà tổ tiên. Ôi, đúng là họ nhà mình có phúc rồi. Bà Mận trẻ hơn tuổi 57 của mình, nhanh nhẹn hoạt bát và luôn tươi cười. Khi Dương đưa mẹ đến thăm căn hộ của ông Thịnh, bà Cúc chủ động ra ôm lấy, gọi em, xưng chị rất thân mật. Ông Thịnh đứng lặng nhìn hai người phụ nữ đã hy sinh cả đời cho mình, xúc động nói, Nào, ta cùng vào nhà nói chuyện hai em. Đã được nghe Dương kể hết mọi chuyện về nhau, nên cả mấy người không khách khí, giữ kẻ nữa câu chuyện trở nên thân tình gần gũi như đã thân từ lâu. Chị cảm ơn em vì đã sinh ra nuôi dạy đứa con của anh Thịnh nên người. Anh chị nợ em một lời xin lỗi. Ôi, chị, em đã không xứng đáng. Em ăn cắp được của anh Thịnh đứa con, lại được anh chị ưu ái thế này. Em thật không lời nào tả xiết lòng biết ơn. Hôm sau, dương lái xe chở bố và hai mẹ về nhà ở quê ngoại ông thịnh kinh ngạc trước cơ ngơi của bà mận một mặt tiền gần trăm mét bên một con đường thẳng tắp một biệt thự nhỏ rất đẹp giữa vườn cây xanh um tùm có hàng rào bao quanh hài hòa đó là một trang trại thực sự thời giá có thể đến nhiều chục tỷ đồng bà mận tươi cười bảo trăm sự nhờ thùng hàng của anh Thịnh đấy. Em cảm ơn anh về cả hai món quà anh dành cho em. Giờ đã lãi mẹ đẻ lãi con đến lớn khủng khiếp. Đó là khoảnh đất và con trai Dương. Anh đòi thì em phải trả đấy. Đó là mồ hôi công sức của em. Đừng nói công của anh. Anh xấu hổ lắm. Thực sự như vậy đấy anh chị ạ. À. Thùng hàng ấy em bán được hơn 5 cây vàng em mỗi một mình ở căn lều tạm đến 10.000 đồng còn không dám giữ vì sợ mất làm sao dám giữ vàng cơ chứ tiền mặt thì mất giá nên không dám gửi tiết kiệm đất ở quê lúc ấy nửa chỉ một xào em liều mua luôn sáu mẫu liền không em liều mua luôn sáu mẫu liền thông liền thổ mục đích trồng rau muốn bán lấy tiền nuôi con số tiền còn lại á, em xây căn nhà này nhìn cơ ngơi mà cả đời người đàn bà hy sinh không hưởng hạnh phúc vợ chồng để nuôi con và gây dựng nên ngay bà sen cũng rưng rưng nước mắt vì thương cảm còn ông thịnh chỉ biết chết lặng không thể nói tiếp lời cố kìm nén xúc cảm nhưng ông thịnh không thể giữ được câu cảm thán thực tâm đất mênh mông biết bao công sức của em một sự hy sinh không thể đo đếm được Vâng, cũng là may mắn đấy anh. Người ta làm con đường này, em bị giải tỏa hết 650 mét vuông nhưng được ra mặt đường. Em rất giỏi mận ạ. À. Không một ai ở miền quê này có được diễm phúc như em. Không một đứa nào trong nhóm công nhân ở nhà máy nhệt Novorodok có được diễm phúc như em. Vì chỉ một mình em có anh, anh Thịnh ạ. À. Cả nhà đều xúc động đến nghẹn ngào ông thịnh bảo anh xin lỗi cả hai em vì chưa làm tròn bổn phận người đàn ông nhất là với mận em đã chịu quá nhiều thiệt thòi vất vả quá sức chịu đựng của một con người để hy sinh vì anh nhất là sinh và nuôi dạy nên chàng trai này ông thật lòng áy náy cả đời đàn bà của mận chỉ được một người đàn ông duy nhất ôm ấp trong hoàn cảnh tạm bỡ ít ngày không chính danh sau đó là dằn vặt mấy chục năm trời một mình nuôi con, để bây giờ ông là kẻ tội đồ lại được hưởng thành quả. Thật bất công. Thế mà em vẫn cười tươi tắn, cảm ơn kẻ đã mang bất hạnh đến cho mình. Thật là một tấm lòng bao dung, độ lượng đáng kính phục. Bà Mận cười mãn nguyện. Đó là lựa chọn của em đấy chứ anh. Năm nào, bọn cùng ốp ngày xưa cũng tổ chức gặp mặt đứa nào cũng thành danh bà nội bà ngoại cả rồi cái hoa nó bảo anh thịnh yêu mày quá nên nhìn thấy tao đã chạy mất cả dép em thật hạnh phúc vì có tình yêu của anh dù không được sống với anh trọn đời trọn kiếp em làm anh thấy xấu hổ quá không tìm được chỗ nào giấu mặt ư ừ, sao lại xấu hổ chứ năm ngoái em mời cả đám bạn novo rô đốc xưa về đây họp mặt đấy chúng nó đó cũng đóng hàng nhưng không đạt hiệu quả như em vì chỉ có mình em có anh giúp tuyệt vời như thế bà cúc cũng nhận thấy sự bất công không thể chấp nhận được một người hy sinh cả đời để đẻ rồi nuôi con giờ những người khác trong đó có bà giành lấy thành quả là đứa con đẹp như tượng đồng ngoan ngoãn thế này vội nói thật lòng nhưng bây giờ thì có thể làm lại đấy muộn còn hơn không. Chị tự nguyện trả anh Thịnh cho em, em mới xứng đáng có anh ấy. Chị chỉ xin thơm lây đứa con trai của hai người thôi, được Dương gọi là mẹ, được các cháu gọi là bà nội, được con đứng ra lo việc họ tộc là chị không còn ấy nấy nữa, hơn nữa chị còn rất tự hào. Ôi chị, em không dám đâu, em không dám đâu chị ạ. À. Hai người đàn bà tóc đều đã bạc ôm nhau cùng khóc nức nở giữa họ chỉ có sự cảm thông yêu thương không có bóng dáng của sự ích kỷ nhỏ nhen họ nhận lỗi về mình và đề cao người kia thật lòng khi đi đâu bao giờ bà cúc cũng tế nhị đi sang bên trái xa hơn một chút để anh thịnh đi giữa bên cạnh mận ở bên phải quay về hà đông ông thịnh bà cúc được bà Mận giới thiệu để gặp con dâu và cháu nội, đương nhiên là của chung ba người. Giờ đây, mặc định bà Cúc có vị thế bà nội lớn. Thật không thể tin được, điều này khiến bà lưu miệng. Chị cảm ơn em Mận. Câu chuyện này đã có thể kết thúc ở đây, nhưng cô con nuôi ánh của ông Thịnh bà Cúc không đồng ý với sự sắp đặt của số phận, muốn xới tung muốn đập phá tất cả để dành mọi thứ về một mình cô ta. Mấy ngày tiếp theo, sau khi đã thật vui vẻ hưởng hạnh phúc có con, có cháu, ông Thịnh nói với con trai, con bây giờ đóng vai trò tộc trưởng thay cho bố đấy nhé. Con á, tộc trưởng hả? Ừ, bố là tộc trưởng. Những tưởng cây gia phả đến đây là gãy, nhà vô phúc. Nào ngờ trời thương, cho con đến với ta, chính con sẽ nối tiếp dòng họ nhà ta đấy vâng con chưa biết phải làm gì nhưng bố chỉ bảo như thế nào thì con sẽ làm theo vậy ạ à? tốt lắm trước hết là tuần sau có họp họ khánh thành mộ tổ và khai trương nhà thờ tộc sau khi đã trùng tu bố mẹ sẽ đưa cả mẹ mận vợ chồng con và các cháu về trình báo trước bàn thờ tổ tiên và giới thiệu họ hàng Dương không tin vào tai mình nữa. Suốt tuổi thơ, anh bị bạn bè trêu chọc chuyện không có bố. Khi ấy, ước ao lớn nhất của Dương chính là có bố chính danh. Có lần thằng Quốc nói oan oan, Dương, mày là cái đồ con hoang, không có bố. Dương đã đấm thẳng vào mặt Quốc, trào máu mồm máu mũi, bị trường hạ hạnh kiểm tước danh hiệu học sinh giỏi năm ấy. Suốt những năm học phổ thông, hàng chục lần dương phải ra tay để bảo vệ danh dự như thế lớn lên đã đủ khôn lớn anh thương mẹ nhiều hơn nhưng việc phải tìm bằng được người đã giao cho mình cuộc sống là nỗi khát khao cháy bỏng giờ đây anh không chỉ có bố chính danh mà còn là tộc trưởng nữa thật giống một giấc mơ hoang đường đến ngày theo kế hoạch vợ chồng dương lái xe đưa bố cùng hai mẹ và các cháu nội về bên nội để giới thiệu nhận họ bà cúc cố ý sắp để mận ngồi giữa hai người khi ngồi cạnh em mận của chị bà cầm tay mận thỉnh thoảng bà lại ngước nhìn bà mận tự tay sửa một sợi tóc chỉnh cái khăn cho em của tôi đúng là buổi họp họ để khai trương công trình xây dựng mộ tổ và trùng tu nhà thờ tộc mà cô con nuôi ánh đã từ chối về thay thật là may mắn đúng dịp đông đủ họ hàng bà cúc gọi điện trước để đưa cháu ở quê chuẩn bị thêm để có một bữa tiệc to tưng bừng hơn vì sự kiện rất đặc biệt khi ông thịnh đưa mẹ mận và con trai dương đến thắp hương trên bàn thờ tổ để ông thịnh chính thức kính cáo tổ tiên tất cả mọi người đều khóc vì cảm động bà cúc trân trọng giới thiệu với cả họ em mận và con trai dương của mình em mận của tôi giờ đã thực sự đóng vai con dâu của họ tộc tôi coi mận như em xin mọi người đối xử với mận như đã đối xử với tôi tôi đề nghị sửa lại cây gia phả bổ sung em mận cháu dương con dâu hạnh và các cháu con nhà dương hạnh vào cho đúng với thực tế mận cảm động đến không thể nói được lời nào chị lý nhí em cảm ơn chị cúc cảm ơn cả họ ạ ông thịnh đứng lên rất xúc động nói chúng tôi tuy không có đám cưới không báo cáo tổ tiên trước nhưng hôm nay được cả họ công nhận trong thực tế em mận và gia đình con trai con dâu tôi là dương hạnh là một sự ưu ái đặc biệt kính xin tiên tổ tha thứ cho sự sai phép xin cảm tạ cả họ dương lân lân như đang trên mây vậy giờ đây dương đã có vai trưởng họ tộc rồi anh nghẹn ngào chúng con cảm ơn bố thịnh mẹ cúc mẹ mận cùng toàn họ tộc đã cho con một vị thế chính danh trong dòng họ mà nhiều năm qua con kiếm tìm đứa em họ thì thầm vào tai dương anh ạ à, con đường cao tốc đi sát gần nhà thờ đã làm nền rồi kia kìa lần sau anh về xe sẽ đậu ngay trước nhà thờ đấy. Anh giờ là niềm tự hào của họ tộc, vì là người kế tục cây gia phả của họ không bị đứt đoạn nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ mình trở thành trưởng tộc ách thế. Khi về bên ngoại, dù kinh tế chẳng kém cỏi gì, đóng góp với họ không kém, nhưng bao giờ anh cũng thấy thấp cổ bé họng do vị thế ngoại tộc. Giờ đây, anh không chỉ có bố, có mẹ già, mà còn có cả họ tộc bên nội rất hoành tráng. Dù đã xác định trước, ánh vẫn choáng váng khi nhận kết quả xét nghiệm ADN xác định đúng ông bố nuôi mình và cái gã ăn cướp kia là có quan hệ cha con. Cô cảm thấy nghẹt thở không nổi nữa, mang luôn kết quả xét nghiệm ADN đến gặp dường để đánh bài ngửa. Nhất định cô không chịu mất cái căn hộ chung cư bố mẹ đang ở. Cô vứt cái tập tờ kết luận kết quả xét nghiệm ADN trước mặt Dương, hất hàm hỏi thật hách dịnh. Giờ anh muốn gì? Sao em lại hỏi thế? Anh muốn được chính danh là con bố thịnh. Thì em đã giúp xét nghiệm đây rồi, tốt quá, để mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi hỏi về cái căn hộ này cơ. Căn hộ này của bố mẹ anh có biết gì đâu, anh chả có quyền gì cả. Sao tự nhiên em hỏi anh điều này? Mục tiêu của anh đến là để cướp căn hộ đúng không? Em nhầm rồi, cướp làm sao được? Khi bố mẹ còn sống mà vẫn đứng tên chủ sở hữu hả em? Nhưng cái lòng tham định hướng anh tới đây để cướp nhà bố mẹ tôi đúng tim đen chưa? Em đánh giá hồ đồ rồi. Nếu xét về tài sản, của cải vật chất á, thì căn hộ này chưa bằng 1% tài sản của mẹ đẻ ra anh ở quê. Chưa bằng 1 phần 200 tài sản của vợ chồng anh tự làm lên ở Hà Đông nhé. Anh không hỗ trợ bố mẹ là ấy nấy lắm. Chứ lòng dạ nào dành giật để làm gì chứ? Ờ, thôi, cô dẹp ngay cái ý nghĩ ấy để còn tình anh em. Nếu cô vẫn giữ thái độ này á để làm phiền thì chúng ta nên tránh mọi quan hệ. Anh đã đặt mua và sẽ mời bố Thịnh và mẹ Cúc đến ở căn hộ khác tiện nghi hơn. Căn hộ này cô muốn làm gì thì tùy sự cho phép của bố mẹ. Anh cảnh báo trước cô, không nên tới nơi bố Thịnh mẹ Cúc sẽ chuyển tới, để làm buồn lòng bố mẹ Cúc của anh nha. Bà Cúc nghe thấy hết đoạn đối thoại, nhưng cố tình không ra mặt. Bà muốn để ánh tự nhận thức ra và thay đổi. Khi ánh sượng sùng đùng đùng bỏ về, bà mới ra nói với Dương. Tứ từ từ để em nói nhận ra vấn đề con ạ. À. Nó vốn được chiều ích kỷ lắm. Vâng, con hy vọng thế. Hạnh, vợ Dương, sung sướng như chính mình tìm ra cha vậy. Cô biết chồng mình đã ngược xuôi tìm cách điều tra để tìm về cội nguồn. Đối với anh ấy, của cải tiền bạc dù rất quý, thì một vị thế trong dòng tộc còn quý hơn. Cô trịnh trọng. Chúng con xin được kính mời bố Thịnh, mẹ Cúc, mẹ Mận một chuyến du lịch 7 ngày năm đêm trở lại thăm Moscow, Minsk, Baranovichi và nhất là Novorodok, nơi bố thịnh mẹ mận một thời bên nhau. Dương phấn khởi thông báo, con và mẹ mận đã quyết định đầu tư nâng cấp cái căn biệt thự ở quê ngoại để cả nhà cuối tuần về nghỉ. Song song với đó, chúng con đã được bố thịnh cho phép đầu tư một căn nhà gần nhà thờ tộc ở quê nội để mỗi khi về việc họ tộc, chúng ta có nơi nghỉ ngơi cả nhà ai cũng vui nhưng ông thịnh nói thêm bố và mẹ cúc nhất trí chuyển sang căn hộ chung cư mà vợ chồng dương đã mua vì ở đó có điều kiện gần các cháu nội và nhất là có đủ phòng cho cả mẹ mận căn cũ thiếu phòng bố mẹ sẽ bán đi góp cùng vợ chồng dương hạnh để mua căn hộ mới một phần để dưỡng già có lẽ bố mẹ nên từ từ để ánh nghĩ lại ạ à? không nó phải thay đổi theo chúng ta chớ chúng ta không theo ý nó cần giáo dục cả các cháu nữa đây là điều cần thiết vâng ạ à, một cuộc sống mới bắt đầu theo kịch bản không thể tưởng tượng nổi cách đây mấy tháng điều ai cũng thấy đó là ở hiền sẽ gặp lành cảm ơn các bạn đã lắng nghe hồng nhung đọc truyện đứa con rơi trích trong tiểu thuyết Chị họ 10 đời của tác giả Trương Thành Sơn trên kênh youtube Chuyện Làng Quê. Chúc các bạn khỏe vui và hạnh phúc. Nếu bạn thấy hài lòng, hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để tham gia bày tỏ cảm xúc, đăng bình luận của mình, giao lưu cùng các tác giả và bạn bè gần xa. Nếu muốn xem các tập tiếp theo và chuyện khác, hãy bấm nút hình quả chuông để youtube thông báo khi có các video mới. Xin thân ái chào tạm biệt.